안녕하세요. Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta cùng đi vào giáp câu cách kết hợp của danh từ miêng xã với ư hoặc là rưl thông hề mà nghĩa là thông qua. Ví dụ các bạn nói là thông qua bạn bè, tôi biết được tin tức của cô ấy hoặc là thông qua các chuyến du lịch, tôi hiểu hơn về sự khác biệt trong văn hóa của nhiều quốc gia. Đây là một cấu trúc rất dễ dùng và được sử dụng rất là nhiều. Thì các bạn ghi nhớ nhé. Chúng ta cùng đi vào tìm hiểu chi tiết hơn. Các bạn có danh từ gắn với ư hoặc là Ư thung hề được dùng để diễn đạt cái ý nghĩa đó là gì nhỉ? Thông qua cái danh từ này này, thông qua cái danh từ đứng đằng trước ấy mà một cái sự việc hoặc là hiện tượng nào đó được xảy ra. Ví dụ, mình vừa nói là gì nhỉ? Thông qua bạn bè thì các bạn có từ bạn bè đây là danh từ thông qua bạn bè mà tôi biết được tin tức của cô ấy như vậy Tức là thông qua một cái danh từ mà một cái hiện tượng hoặc là một sự việc nào đó được xảy ra Thông qua bạn bè thì mới biết được tin tức của của cô ấy Và các bạn lưu ý rằng đối với những cái danh từ kết thúc bằng nguyên âm Tức là nó không có phụ âm dưới Thì các bạn sẽ gần với rơ thông hè còn đối với những cái danh từ mà kết thúc bằng phụ âm thì các bạn sẽ gắn với ư thông hề và khi phát âm thì các bạn sẽ nối âm lên rất đơn giản thôi cấu trúc này rất dễ dùng Chúng ta cùng nhau đi vào giáp câu nhé. 인터넷을 통해 한국어를 배워요. 인터넷을 통해 한국어를 배워요. Có nghĩa là thông qua internet ấy. thì tôi học tiếng Hàn hoặc là tôi học tiếng Hàn thông qua internet. Có thể là ai đó hỏi là gì nhỉ? Bạn học tiếng Hàn thế nào? 한국어를 어떻게 배워요? Bạn học tiếng Hàn thế nào? Thì trả lời rằng 인터넷을 통해 Hangul gotrun tôi học tiếng hàn thông qua internet tức là tôi không đến trung tâm tôi chỉ học qua mạng thôi thì đây các bạn có danh từ là internet 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 gắn với ơn thu hè đó là bởi vì là danh từ ở đây kết thúc bằng phụ âm các bạn sẽ có là internet 통해 thu hè Thông qua internet thì một cái hiện tượng một cái động động từ một cái hành động được xảy ra đó là gì nhỉ? 한국어를 배우다, học tiếng Hàn. Tiếp theo các bạn có câu dắt thứ hai. 그 도둑은 창문을 통해 집에 들어갔다. 그 도둑은 창문을 통해 집에 들어갔다. Có nghĩa là tên trộm vào nhà thông qua cửa sổ. 그 도둑 có nghĩa là cái tên trộm ấy chang mun 통해 thông thông qua cái cửa sổ 창문 là cửa sổ 집에 bê có nghĩa là gì nhỉ đã đi vào nhà tên trộm ấy đã vào nhà thông qua cửa sổ các bạn hiểu là tên trộm vào nhà thông qua cái lối cửa sổ danh từ đây là 창문, 창문 là cửa sổ thế thì thông qua cửa sổ các bạn sẽ gắn với ư thông hề bởi vì danh từ này kết thúc bằng một phụ âm dưới động từ các bạn có là chi bê là đi vào nhà thu thuộc có nghĩa là cái tên trộm tiếp theo các bạn sẽ có là cứ nên trang ưu thông hề xe sáng ưu mô cô ít ta cứ nên trang thông hề xe sáng ưu có nghĩa là anh ta đang nhìn ngắm thế giới qua cửa sổ 그는 anh ta anh ấy 창을 통해 có nghĩa là qua cửa sổ còn có từ trang cũng mang nghĩa là cửa sổ 세상을 보고 있다 có nghĩa là đang nhìn đang ngắm thế giới sang là thế giới cô có nghĩa là đang diễn tả cái trạng thái hoặc là hành động nào đó đang diễn ra đang xảy ra các bạn có đây là trang là cửa sổ là trang môn cứ trang thông hề qua cửa sổ thì xe sáng ấy tả động từ mà nghĩa là nhìn ngắm thế giới thế thì thông qua cửa sổ là, là qua cửa sổ các bạn sẽ có ư thông gắn sau gốc của danh từ một câu lắp ráp nữa ai từ 통해 배운다. bằng 모방을 thông 배운다. ai từ bằng thông trẻ em học qua sự bắt trước đúng rồi khi mà người lớn nói thế nào thì trẻ con nó cũng bắt chước nó nói lại như thế hoặc là chúng ta hành động như thế nào thì con trẻ rất là dễ dàng bắt chước theo người lớn vì vậy mà chúng ta thực hiện những cái tốt hành động tốt thì trẻ cũng bắt chước làm theo những cái tốt đó chúng ta thực hiện hành động sai thì trẻ cũng bắt chước theo rất là dễ vì vậy mà các bạn có ở đây mô bằng ấy thông hẻ thông qua cái <laughs> sự bắt chước theo tả động từ theo tả nghĩa là học còn có từ mô bằng Mô bằng mà nghĩa là mô phỏng Có từ mô phỏng Hoặc là, là bắt trước đấy Trẻ em học qua sự mô phỏng hoặc là, là qua sự bắt trước từ Các trẻ hoặc là trẻ em 아이들은 모방을 통해 배운다 Trẻ em học Qua sự bắt trước Như vậy các bạn cũng gắn với thông 통해 Sau gốc của danh từ Nữa các bạn có câu sau 대화를 통해 친구를 이해할 수 있게 되었다 대화를 통해 친구를 이해할 수 있게 되었다 có nghĩa là thông qua trò chuyện tôi có thể hiểu được bạn của mình hơn 대화를 통해 thông qua trò chuyện 친구를 이해할 수 있게 되었다 có nghĩa là tôi được hiểu hơn về người bạn của mình các bạn có ở đây 대화 có nghĩa là đàm thoại hoặc là trò chuyện đây là danh từ và động từ là 친구를 이해하다 là hiểu bạn. Còn 친구를 이해할 수 있게 되다 là được hiểu hơn về bạn bè. Thế các bạn có là gì nhỉ? Nếu các bạn không trò chuyện thì chúng ta sẽ không thể hiểu được đối phương. Thế thì các bạn có là 대화를 통해, thông qua trò chuyện, hoặc là thông qua đối thoại, thông qua nói chuyện. thì 친구를 이해할 수 있게 되었다. Được hiểu hơn, tôi được tôi có thể hiểu được hiểu hơn hoặc là tôi có thể hiểu được bạn của mình hơn. Các bạn có câu sau. Du hành thông hệ 여러 나라 문화 차이를 알게 알게 되었다. gió hành thông hệ 여러 나라 문화 차이를 알게 되었다. Có nghĩa là qua chuyến du lịch hoặc là qua các chuyến du lịch tôi biết được sự khác biệt văn hóa của các quốc gia Tức là thông qua cái việc mà đi du lịch ý thì sẽ được nhìn, được trải nghiệm và thấy được cái sự khác biệt trong nền văn hóa của các quốc gia khác nhau Các bạn có đây là do hèn, có nghĩa là du lịch hoặc là chuyến du lịch Khi mà dịch các bạn có thể dịch là qua các chuyến du lịch Dịch linh động nó hay hơn Yoro nara, có nghĩa là gì nhỉ? Các quốc gia hoặc là nhiều nước Hoặc là nhiều quốc gia Môn hoa là văn hóa Chai có nghĩa là cái điểm khác biệt Sự khác biệt Các bạn có đây yorona ra môn hoa chai Có nghĩa là cái sự khác biệt văn hóa Của các quốc gia Alge tuyota Có nghĩa là được biết Thế thì các bạn có hèn chuyến du lịch Ở đây là danh từ nên chúng ta cũng gắn với Ul thung hẻ sau gốc của danh từ 여행을 통해 여러 나라 문화 차이를 알게 되었다. Qua các chuyến du lịch thì tôi biết được sự khác biệt văn hóa của các quốc gia hoặc là thông qua du lịch tôi biết được sự khác biệt văn hóa của các quốc gia. Một câu lắp ráp nữa, 난 우편 주문을 통해 쇼핑하는 걸 좋아합니다. 난 우편 주문을 통해 shopping 하는 걸 좋아합니다. Có nghĩa là tôi thích mua sắm thông qua việc đặt hàng bưu điện. Các bạn có 우편 주문 chu 주문 có nghĩa là việc đặt hàng bưu điện. Shopping 하는 걸 Shopping 하는 걸 좋아합니다. Có nghĩa là thích mua sắm, thích shopping ấy. Các bạn có ở đây thế thì thông qua cái việc mà đặt hàng bưu điện tức là cái việc đặt hàng bưu điện hoặc là đặt hàng các bạn hiểu là giao hàng đấy thì nó rất là tiện lợi đúng không chúng ta chỉ cần ngồi một chỗ thôi và chúng ta có thể đặt hàng online không cần phải ra cửa hàng ra trung tâm thương mại mua sắm thế tức là thông qua việc đặt hàng bưu điện tôi thích mua sắm shopping 하는 걸 cái việc mà mua sắm ấy chú ham nỉ ta tôi thích tôi thích cái việc mua sắm thông qua việc đặt hàng bưu điện các bạn có ở đây 주문 주문 thì nó mang lại là cái việc đặt hàng. U편 có nghĩa là bill, bill chính, bưu điện. Các bạn có đây, 주문 nó kết thúc bằng một phụ âm nên các bạn sẽ gặp với đề 으 통해. U편 주문을 통해 쇼핑 하는 걸 좋아합니다. Cái từ call chính là từ viết gọn của cọt và gắn với trợ từ là 은. 쇼핑 하는 것을 좋아합니다. Một câu lắp ráp là 친구를 통해 그녀의 소식을 들었다. 친구를 통해 그녀의 소식을 들었다. Có nghĩa là tôi nghe thông tin của cô ấy qua bạn bè. Các bạn có 친구 là bạn bè này. Còn 그녀의, 그녀 là cô ấy. 의 mà nghĩa là của. 소식 có nghĩa là tin tức. 그녀의 소식 có nghĩa là tin tức của cô ấy thứ đo tà, mang nghĩa là thứ là đã nghe. Các bạn có 소식을 듣다 gốc nguyên gốc động từ là 듣다 Thế thì khi mà chia thành đuôi quá khứ sẽ biến đổi thành thứ tà là đã nghe. Thông qua đâu? 친구 친구 là bạn bè. 친구를 통해, các bạn có 친구 ở đây kết thúc bằng một nguyên âm u, các bạn sẽ gặp được 른 통해. 친구를 통해 그녀의 소식을 들었다 đã nghe tin tức của cô ấy thông qua bạn bè. <laughs> bí sang thông 통해 건물 밖으로 나가다. 비상구를 통해 Đi ra ngoài qua lối thoát hiểm hoặc là tôi đi ra ngoài qua lối thoát hiểm. Các bạn có 비상구 có nghĩa là cái lối thoát hiểm. 건물 là 또어냐 또리 상와도또 나네 밖으로 나가다, 밖으로 나가다, 밖으로 나가다. 리상와나또다냐 밖으로 건물 나가로 건물 나가다. 리상다 나가다. 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 비상구를 통해 건물 밖으로 나가다. 또리상 나가다. 나가다. 나가 thông qua lối thoát hiểm. Các bạn thêm cái từ tòa nhà nhé. 건물, tòa nhà, 밖으로 나가다. Còn khi các bạn nói là gì nhỉ Tôi đã đi ra ngoài tòa nhà qua lối thoát hiểm thì chia theo đuôi quá khứ thôi. 비상구를 통해 건물 밖으로 나갔어요. 밖으로 나가다. Ở đây 비상구 nó kết thúc bằng nguyên âm. Các bạn gắn trên thông hè các bạn có một câu lắp ráp cuối internet을 통해 비행기 표를 샀다 internet을 통해 비행기 표를 샀다 có nghĩa là thông qua internet thì tôi đã đặt tôi đã mua về máy bay hoặc là tôi đã mua về máy bay thông qua internet các bạn có 비행기 표 là về máy bay 샀다 là đã mua hoặc là 샀어요 샀습니다 internet có nghĩa là internet mạng thế thì ưn thông hè thông qua thông hè ưn thông hè có hiểu là thông qua hoặc là qua tôi mua về máy bay qua internet hoặc là tôi đã mua về máy bay qua mạng như vậy các bạn có ở đây danh từ kết thúc bằng phụ âm thì các bạn gắn ưn thông hè kết thúc bằng nguyên âm thì gắn r thông hè rất dễ sử dụng sau danh từ và theo sau nó là gì nhỉ các bạn hiểu là thông qua cái danh từ đó Mà một cái sự việc hoặc là một cái hiện tượng Một cái hành động nào đó được xảy ra Thông qua cái mạng internet Mà cái hành động mua về máy bay Đã được xảy ra Một cấu trúc rất dễ dàng Để ghi nhớ, dễ dùng đúng không các bạn Ngoài những cái ví dụ Những cái câu giáp mà mình chia sẻ Các bạn hãy cố gắng chúng ta lấy thêm nhiều Những cái ví dụ khác xoay xung quanh Cái thực tế đời sống của các bạn Các bạn thử tưởng tượng xem các bạn muốn nói Những cái gì muốn nói gì và các bạn hãy chuyển những cái điều mà các bạn muốn nói thông qua các câu tiếng Hàn các bạn vận dụng các bạn luyện nói trước đi thế thì khi mà gặp người Hàn Quốc thì các bạn sẽ không bỡ ngỡ khi các bạn muốn diễn tả những cái điều đó nữa không mất thời gian để suy nghĩ nữa mà khi đó chúng ta đã chuẩn bị rồi chúng ta chỉ việc lấy ra chúng ta dùng thôi các để các bạn ghi nhớ đó là học thuộc tất cả những cái ví dụ mình chia sẻ ngoài ra thì các bạn lấy thêm nhiều những ví dụ khác và áp dụng cái cấu trúc vào trong giao tiếp hàng ngày, như vậy thì mới nhớ lâu được. Chúng ta dừng bài học ở đây, các bạn hãy luyện tập bằng cách là lấy thêm 5 ví dụ hoặc là lấy thêm nhiều hơn những ví dụ khác nhé, xoay xung quanh cấu trúc chúng ta vừa học. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. 여러분 수고하셨습니다. 또 만나요.